Hiện tại thì chúng ta đang ở ga Samegai và sẽ bắt đầu xuất phát với một chuyến đi bộ khá là dài hơi để tới chân núi. Và phía xa xa kia các bạn thấy đó là đỉnh Ibuki, ngọn núi huyền thoại. Nói chung thì nó cũng quả là không gọi là khó, nhưng mà vì có nhiều lý do nên nó được nhắc tới nhiều ấy, thành ra nó nổi tiếng thôi. Nhưng mà được, bây giờ mình sẽ chinh phục đỉnh Ryuzen. Hành trình là bao di chuyển thôi. Ryuzen đang chào đón chúng ta. Và đây, trên hành trình chúng ta thì chúng ta sẽ đi men theo cái bờ suối tuyết phủ trắng và một khung cảnh làng quê yên bình. Nói chung là phong cảnh rất chi được gọi là hữu tình và khá là đẹp. Được chứ, mình có thể giỏi bắn thơ chụp nhưng mình có thể làm thơ được nha. Nói chung là đẹp đấy. Quá tuyệt vời cho đỉnh Ryuzen này. Đẹp nên thơ, dừng chân làm đi. Làm đi cá cao nóng nè thì nó bay cá cao nhá. Chất lượng. Thank you.
tới. Đây, điện view trên đây. Và đấy là view toàn cảnh của đỉnh Ryōzen. Ở đây view khá là đẹp. Hiện tại bây giờ thì hình như là 3 giờ đấy. Nên lại đây mình ngắm hoàng hôn luôn nhỉ. Đang hơi phân vân tí, thích thích nhưng mà đang phân vân để xem tình hình nhỉ. Còn ở cái phía bên kia đấy, đó, chỗ đó, đó là cái đỉnh Ibuki. Và mình cảm thấy mình thích cái đỉnh này hơn là cái đỉnh bên kia. Không hiểu lý do nhưng thích cái đỉnh bên này hơn, thích cái Ryōzen này hơn là cái Ibuki kia.